chip này tắm này. Bươi màu hồng rất là xinh nhá. À, chị cũng có một chú vịt. Cạch 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 cạch. Rồi, bạn này sẽ bươi vào đây. Và bạn Bi đâu rồi? Bạn Bi đây rồi. Bạn Bi đang được chú vịt đưa vào đây rồi. Xin chào các bạn nhé, mình là Bi. Hôm nay mình được tắm trong bồn tắm, không phải bồn tắm bình thường đâu nhé. Các bạn hãy đón chờ xem nha. Rồi, chị sẽ cho Bi vào đây nha. Ok, bạn vịt này bây giờ ở đây nha. Chào các bạn, hôm nay chị sẽ tắm cho bạn Bi trong bồn tắm. Hôm nay chị sẽ không dùng nước đâu các em ơi. Hôm nay bạn Bi sẽ được tắm trong các hạt nhựa màu sắc. À, đây là màu gì nhỉ các em? Chị sẽ tắm cho bạn Bi nha. Có thích không? Có một chiếc kem mút rất là xinh phải không các em? Xin người bạn vịt nha. Kiểm tra xem còn gì không nhá. Wow,
một chú sóc màu vàng rất là xinh. Yay. Wow, một chú khỉ con. Xinh không các em? Chị sẽ cho các bạn đấy ở đây. À, chúng ta cùng xem con bé. Chị đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em nha. Bye bye.